Tri Tôn là huyện miền núi của tỉnh An Giang được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu đến 4 ngọn núi trong dãy Thất Sơn hùng vĩ, gồm núi Tượng, núi Tô, núi Dài và núi Nước. Vẻ đẹp hoang sơ cùng với cảnh quan biến ảo theo từng thời điểm trong ngày đã đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách. Chỉ riêng hệ thống ao hồ của Tri Tôn cũng đã tạo nét chấm phá riêng mà không nơi nào có được. Hồ nước nổi tiếng nhất ở Tri Tôn là hồ Tà Bạ, nằm trên đồi Tà Bạ, có độ cao 45m, thuộc núi Cô Tô hay núi Tô, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Trước đây hồ chỉ là một đầm nước do khai thác đá tạo nên và bị bỏ hoang, nhưng hiện nay vẻ đẹp huyền ảo của nó đã ngày càng hấp dẫn du khách. Quan sát ở bất kỳ góc nào thì hồ Tà Bạ cũng mang đến những cảm nhận mới mẻ với nhiều sắc thái khác nhau. Điều thú vị tạo nên sức cuốn hút và mê hoặc của hồ Tà Bạ là màu nước thay đổi liên tục, và tùy chỗ nước sâu hay cạn sẽ xuất hiện sự biến đổi khác nhau. Phản ứng địa chất bên dưới cũng góp phần làm đa dạng thêm màu nước của hồ. Từ hồ Tà Bạ, chúng ta di chuyển chừng 5 km đến sườn núi Cô Tô sẽ bắt gặp hồ Xoài So, hình thành do người ta đắp đập chặn dòng chảy của suối Giàng, suối Bạc. Hồ Xoài So có diện tích khoảng 5 hecta, sức chứa trên 400.000 m3, phục vụ nước tưới cho hàng ngàn hecta đất quanh khu vực núi Cô Tô mùa khô hạn. Xoài So cũng là một thắng cảnh nổi tiếng của vùng bảy núi bởi yếu tố sơn và thủy tạo nên non nước Cô Tô hữu tình, ghi dấu ấn trong lòng người bản xứ và khách thập phương. Mỗi thời điểm trong ngày tại Xoài So đều là những khoảnh khắc tuyệt vời. Buổi sáng khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên, mặt hồ yên ả như một chiếc gương phản chiếu núi rừng. Khi hoàng hôn buông xuống, Xoài So lại hiện lên như một bức tranh làng quê thanh bình và sâu lắng. Dách núi phía bên kia của Phụng Hoàng Sơn còn có một hồ nước nhân tạo khác đang trở thành điểm du lịch mới nổi bởi vẻ đẹp êm đềm hư ảo, nhất là khi ráng chiều đang níu kéo những tia sáng cuối ngày. Hồ Ô Thâm rộng 65 hecta được hình thành cách đây khoảng chục năm để góp phần trữ nước cho sản xuất nông nghiệp của đồng bào Khmer quanh vùng. Nhờ cảnh quan hữu tình nên vài năm trở lại đây, khu hồ heo hút nằm sâu vào bên trong so với đường cái quan đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một trong những yếu tố làm cho hồ Ô Thâm thu hút nhiều người đến thưởng ngoạn, đặc biệt là các bạn trẻ, đó là sức hấp dẫn của một món ăn từ Campuchia du nhập về đây. Khá thú vị là người dân đã lấy tên gọi của hồ để đặt cho món ăn này, đó là món gà đốt Ô Thâm. Du khách thường đến đây vào buổi chiều muộn để thưởng thức gà đốt trong không gian lãng đãng của núi rừng. Dạ, em cảm thấy không gian ở đây thơ mộng, cảnh đẹp, nhìn vô là muốn chụp hình liền. Gà đốt này có mùi rất đặc biệt, kèm theo là một chén nước chấm của vùng này làm rất là đặc sắc, ăn rất là ngon, hương vị lạ. Phụng Hoàng Sơn hay núi Tô được cho là có nhiều truyền thuyết nhất vùng bảy núi tỉnh An Giang. Cụm hồ nước tuyệt đẹp nằm xung quanh ngọn núi này cũng mang ít nhiều nét hoang sơ, bí ẩn. Lòng hồ trong xanh, mặt hồ phẳng lặng, ngày ngày soi bóng cảnh sắc núi non hùng vĩ, soi bóng cả cuộc sống cư dân vùng bảy núi.